Ôi. Em nè, đây một thứ nè mọi người. Cái anh đó giống chị quá vậy. Ai? Anh bảo vàng á. Không danh điểm luôn. Sao? Nha, không danh điểm luôn mà. Ồ, mình được ok. Trời ơi, không danh điểm luôn. Chậu quá hả? Hộp chụp trong đây nè. Không trang điểm ra ghê chưa? Ghép vô mà không trang điểm luôn. Đưa cái mặt mọc ra đến môi son rồi thôi đó. Là vậy thôi đó. Gan ghê chưa? Tính ra Photoshop thì thật sao? Photoshop rất là ok. Đây, đây là hình ảnh trước khi hẹn gặp trai và hình ảnh sau khi gặp trai. Gặp trai là trai nó bỏ chạy. Cái gì mà ăn nỉ ha, gọi mời quá vậy nè. Trời ơi, mình buôn bán mình phải để tự nhiên. Chị qua ăn bánh tráng em đi chị. Bánh tráng em bên đây nè. Có bánh tráng chưa? Chưa hả? Ủng hộ bánh tráng em nha. Nhưng mà còn nhiều người sao? À, còn nhiều người xếp hàng. Thôi kệ, ăn đây lai gai đi chị. Trở lại chương trình. Mời chị vào động của em nè. Một phần là có tôi chưa có thời gian. Và phần thứ hai nữa, các thiên sợ mình trong thời gian dịch nay cũng 2-3 tháng rồi, 3-4 tháng nay rồi, mình cũng trong thời gian dịch thì mình cũng không biết là mình còn cái duyên để đứng sân khấu không. Mình sợ là mình bỏ sân khấu lâu quá rồi, cái tự nhiên luôn ra mình đứng lên mình không biết nói gì trên sân khấu. Nhưng mà các thiên mới sợ mình mai một trong cái công việc của mình, cho nên thôi kệ nhân lời thương hiệu bà lão, với lại thấy cái thương hiệu này cũng lớn á, cho nên cũng nhiều mạng trong Facebook mình cũng biết nhiều, đúng không? Còn vấn đề các thi nhận để cho mình, để cho mọi người còn nhớ các thi nữa, cho nên các thi muốn phục vụ cho mọi người trở lại sân khấu, thì mong mọi người ai mà muốn đến đây thì mọi người cứ việc tham gia ủng hộ cho một cái chương trình sắp tới. Đây là một cái chương trình được hay dành tặng cho cộng đồng LGBT. Nhưng mà những nhân vật đó thì nhân vật như thế nào các thầy cũng không rành, có thể là chuyển giới hoặc là đồng tính hay là song tính hay gì đó, các thầy cũng không có tìm hiểu kỹ cái điều đó. Nhưng mà các thầy thấy là nghe nói là trong cộng đồng LGBT thì các thầy ủng hộ hết mình, vì mình là nhân vật trong đây, mình là cộng đồng của cái giới này, cho nên mình phải nhận lời và phục vụ cho trong cộng đồng mình, và lẫn luôn phục vụ cho mọi người đang yêu mến các thầy. Cho nên cái chương trình này là chương trình mà các thi nhận đầu tiên trong năm nay. Từ năm nay, từ hồi lúc mà dịch tới giờ á, đâu có đi hát được đâu. Với lại đâu có chỗ khác đâu mà mời mà nhận. Chị vô đây đứng cho đẹp chị. Ừ. Thầy cầm nước luôn ha. Đẹp. Xa ra mọi người ơi. Mọi người biết ai đây không mọi người? À, mọi người biết ai đây không? Em đó mọi người. Hình hợp đẹp hơn. Ủa sao mai tin hết vậy? Ôi lên hình nhìn xấu quá ha, bằng hình nó đẹp hơn. Ủa sao nói mẹ kỳ vậy? Ở đây chị lên hình cái mặt giống sư xì quẹn kìa. Mọi người, đây là em đó mọi người. Gọc quyền kế bên. Phần còn muốn lấy thêm bảo dòng. Tại biết sao không? Mình bán thì người ta mua mình. Rồi giúp mình lấy tiền lẻ đi nha. Người ta mua mình á, mình rất là thích. Mình bán cho người ta mình lấy tiền, mình rất là thích. Nhưng mà mọi người hiểu á, ví dụ á, bây giờ trên phương diện mọi người đang đứng đợi em, mà em đi ưu tiên cho mọi người ở ngoài không ạ? À? Hỏi em, từ em hỏi mọi người, thì mọi người đang đứng, mọi người có cảm giác hài lòng khi em ưu tiên cho người ta không? Sẽ không, vì toàn thể mọi người ở đây không có ai tu á, cũng không có ai làm ông cha, cũng không có ai làm sư cô, cũng không ai làm ông thầy vậy chứ em. Sao mọi người mở lòng từ bi được, đúng không? Cho nên trên phương diện, ngoài trừ là trường hợp là người ta bị tật nguyền, có thể mọi người thông cảm, mà chưa chắc gì những người mà khuyết tật khiếm thính mà họ đến đây mà họ mua mà các thi ưu tiên, mà chưa chắc gì có nhiều người hài lòng, đúng không? Tập trung đi. Có là có nhiều người không hài lòng nữa, cho nên các thi sẽ phục vụ cho mọi người rõ ràng công bằng. Hồi bữa các thi cũng ưu tiên cho con nít mà người mẹ thì ngồi ngoài kêu con vô đi đứng tội nghiệp không, thằng nhóc nhỏ có đứng nha, chưa dơ gì nè, cái mẹ thì đứng ngồi chơi nha. Cho nên các thầy bây giờ các thầy không ưu tiên cho con nít, nhưng mà chịu ưu tiên cho những người mẹ mà đã bồng con mấy tháng tuổi á, thì các thầy thấy các thầy sẽ gửi, hoặc là những người mang bầu, có nhiều người mang bầu đi lên đi kìa. Không, những người mang bầu người ta sẽ hiểu được cái luật cho khi mua bánh tráng trộn diva. Thực sự mọi người đến đây á, trên tinh thần là tình thương bánh thương và mọi người ủng hộ cho em bằng một cách à, bánh tráng chỉ là một
Còn mọi người đứng đây mọi người ủng hộ em là 10 lần. Cho nên á mọi người hiểu á, em thấy mọi người đứng, mọi người đợi á, em rất là xót và thấy thương mọi người vô cùng. Còn cái kiểu mà bây giờ cách ly nè, có bao nhiêu cách ly ưu tiên hết, đem ra 5 phần, ưu tiên hết 5 phần thì mọi người đứng đợi nữa. Mà càng như vậy dồn dập nhẫn nại ai mà chịu hoài. Đúng chưa? Người ta đứng đây người ta đợi cũng có một thời gian cố định. Mọi người sẽ có nhín thời gian nha. Có nhiều người á phải đi ở từ bệnh viện á, trốn ra đây ngồi đứng đợi vậy nè. Chị ơi, 4 giờ chiều em về em xích, em còn về em chích thuốc nữa. Mà bà ở đâu? Em trong bệnh viện Chợ Gãy á, cái chương trình xì cà que vậy nè, đi vô đây mua bánh tráng. Tôi thấy là hội tội nghiệp của tôi nhường cho đi trước là lúc nó 3 giờ mấy tôi ưu tiên cho đi về chứ. Chứ bây giờ mà hỏi ai cũng ưu tiên thì mọi người sao có. Đúng không? Bây giờ ai cũng ưu tiên thì làm sao mọi người có. Đúng chưa? Các thi ưu tiên cho toàn bộ mọi người xung quanh. Thì mọi người đang đứng đợi thì rất là thương mọi người. Các thi bán là các thi lấy tiền chứ các thi không xin ai hết. Và các thi cũng không cho ai hết. Cho nên trên phương diện mọi người ủng hộ em rất là mến mọi người và tôn trọng mọi người cực kỳ. Em thương là thương mọi người đang đứng đợi em, chứ em không thể thương mà theo kiểu là bán ra 2 bịch bánh tráng thôi. Bánh tráng ơi. Mọi người hiểu chưa? Các thi không bán bánh tráng thì các thi sẽ chuyển qua đi biểu diễn, đi hát. Các thi còn nghề mà, các thi còn làm nghệ thuật được mà. Nhưng mà các thi bán bánh tráng, thấy mình đang có cái đà mình bán được thì mình cứ tiếp tục công việc của mình. Còn vừa đi hát thì mình mai mốt mình sắp xếp, giống như có một cái chương trình này, các thi sắp xếp để các thi đi biểu diễn. Đó là như vậy. Mình phải chia công đoạn ra. Chứ thật sự mọi người hiểu không? Có nhiều người nghĩ á, nó hết thời thì cái nọ nó mới bán bánh tráng. Còn có nhiều người bán bánh tráng đang có thời. Tùm lum hết trơn, những câu nói phát ngôn ra nhiều. Rồi vô phần. Đậm quá. Tôi chụp cho mẹ cắn cho đậm rồi. Bây giờ nhìn cái thứ này đang ăn nó bụng. Thứ tư rồi đó chị. Ai? Ta lấy ai rồi? Ta lấy ai mẹ? Rồi. Bắt lại từ đầu nha. Bắt lại từ đầu. Hai. Đây các bạn rồi. Cảm ơn em. Rồi cảm ơn các bạn. Cảm ơn em nhiều nha. Đây đây là cô chị. Cho chú BD đi con. Một phần. Chú BD chụp tấm hình này chị. Ok. Dạ. Đây mẹ hai phần qua đây. Rồi. Chụp đại đi, chụp đại đi. Gắn đâu hiện hình. Bữa nay không bị gái dọc. Cái tiền. Chị, mẹ ơi, thôi đây, qua mảnh kia. Mời nghe. Mọi người đổi tiền lẻ giùm em nha mọi người nha. Đây, cho các thiên nhận đi mình đi. Rồi, mẹ cho nó được anh đó mà. Không, mẹ lấy tiền thôi chứ mẹ đâu có tính nó được anh đó. Với lại mẹ chụp tiền trước đi con. Con lấy tiền rồi con chụp trước đi, con chừng bị què á. Cái gì què? Rồi, ok. Lấy bánh tiếp đi. Trời ơi. À. Hôm qua chị đã đuổi em quái rồi mà sao bữa nay em vẫn ê khi chị. Đây mọi người biết đây là ai không? Chị. Đây là chú Gián Tiên là nữ một nữ makeup, nữ danh ca makeup. Tên của chú là chú Gián Tiên và nghệ danh của chú là chú Minh Nhật. Và hiện bây giờ trời ơi là chị. Mặt chị chắc là gì nè chị? Nickname là gì? Nickname là cụ mãn xà tinh. Ủa đâm họng ghê luôn. Và gu của cụ là thích làm nhai ngân xăm khoảng 15-14 tuổi. Ủa ba đừng nói quá, ba mấy 40. À thôi xu tôi tôi. Không, đừng nói tên. Gì vậy? Quay sát mặt ghê vậy? Chị đưa cái môi chị. Chị đưa cái môi chị chắc. Trời ơi, chị là chúa tể ở đây mà chị sợ. Trời ơi, cái mặt nó lần sơn. Trời ơi, má rồi. Bì đem một cái bụng bự vậy nè. Trời ơi, gầu dễ sợ luôn á, thiệt á. Em cái chữa chết kia kia qua qua còn khó chịu đó chị chị. Chú Gián Tiên ơi. Rồi, chú Gián Tiên bữa đó chú Gián Tiên có đi không? Có chứ. Có, còn Hoa đi không vậy? Tôi đi mất cúp cho bà mà. Mẹ nó đi đó. Có đi không trong 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 nhóm mình ai đi rồi lấy vé đi đó à. Em hỏi rồi tụi nó đi đó. Ừ, bảy đang sao nhường hai bịch đi cho anh đi nãy nhường.
đó Hiệp, cứ chạy vô đây nè, mình để xe đây mình gửi đi cho nó chống chỗ. Bánh đâu con, đi lấy bánh đi con. Con cút lên ăn béo béo rồi, ngon ghê trời. Ốc lên thử coi đi. Ăn rồi, má ơi ăn hoài luôn á. Thơm thơm, trứng cút thơm thơm. Thơm mùi gì? Thì thơm mùi tùy tiền của tôi mua. Ủa thì vậy là sáng sớm mới giao cho mình trứng. Sáng sớm giao rồi à, chiều, chiều lại giao nữa. Ở giờ mình hay được. Hả? À. Ừ. Thơm phải không? Ừ. Cái mùi trứng cút thơm đúng không? Thơm mùi trứng cút. Để làm nó có cái mùi thơm á. Ăn vô nó có mùi thơm thơm. Trứng là trứng mới không phải là trứng cũ vậy như vậy bà. Ừ. Với là công ty mà người ta giao, người ta có chất lượng của người ta. Người ta làm số lớn cho ai mà người ta kiểm duyệt kỹ lưỡng á. Hả? Trứng gà thì thơm mùi trứng. Trứng vịt. Nhìn là biết thiếu liền. Ở trong hình đẹp quá ha. Đúng là cái mặt của bạch tiện á. Không trang điểm vững á. Tao mã này á. Trời ơi là chờ bữa đó. Bữa đó ông kêu tôi qua chụp hình. Và tôi nói thiệt mọi người, tôi qua tôi chụp hình. Lúc đó tôi chưa có trang điểm một cái gì, tôi đánh môi son lên. Tôi nói nghe lời chị, về lấy máy tính gà nát cái mặt cho chị. Trời ơi. Cảm thật luôn á. Hả? Em không nhìn là em không biết luôn á. Không nói là bữa đó đâu có sức kem gì đâu. Hả? Ý là không sức mà ra làm đẹp quá ha. Nói chuyện rất là thật.